bay luôn đó hả? Quá đó anh em nghe không ta? Gió lắm anh em. Hiện tại bổ đang vô miền Bắc nhưng mà miền Trung ảnh hưởng gió. Con này đem vô coi gió nè. Gió bên kia coi như Bình Đằng bên kia nó ngõ luôn rồi, anh em thấy không? Nè. Nên anh nhìn cái này là anh em biết xin gió như thế nào không? Đây này. Lấy nè. Mà biết cái phone nước bao nhiêu rồi. Bên này tiếp tục quay lại lỗ thùng anh em ơi, đi phục thù ngày hôm qua. Hôm qua ban đêm nó vô nó ăn như mách luôn anh em. Mà anh em xác định là không có đi câu đêm á, không có đem đồ câu đêm. Nên là câu tới 9 giờ rưỡi, 10 giờ về. Nên là bữa nay quay lại phục thù. Đất đang trồng mồi đây. Sợ đây anh em. Mình thì đồ đây. Đồ của mình đó mình chưa ra nữa anh em. Để lên đây chọn anh em cái là ra được. Đây cái bằng địa hình của idol Trần Hằng Đức. Bằng địa hình review của bạn là phải vài điểu chứ. Có một không hai. Ở đâu thì những cái trên cái hồ có trôi miếng pallet lên này, miếng anh em biết cái pallet không? Pallet để đựng đồ mấy cái công ty á. Công nghiệp á. Công nghiệp á. Để mình ra đồ rồi mình câu nghe anh em. Để ra đồ. Ông lớn số 5.
phóng là vừa. Như cắm chim này nè. Mình quýnh đừng hay cho cắm chim vô, quýnh chim nó có cắm chim vô. Rồi anh em chọn lên sau đó cho nước vô thôi anh em à. Ô chết nó ba hết ngủ cọc chết tạo chó này anh em này. Ok cho nước vô câu rồi bóp lên anh em. Rồi anh em kia này, mình cho nước vô để cho nó cắm chim cho nó mềm xíu ra rồi mình sẽ bóp mình sẽ câu nha anh em. Đây. Câu này anh em. Đó, ok. Vậy thôi anh em, xong rồi câu. Nó thùng ra. Thôi, thế là câu thôi anh em. Có cái gì hay quay cho anh em xem nghe, chứ giờ tôi không biết luôn. Giờ này chắc cũng khoảng mấy giờ đó? 4 giờ chưa? 4 giờ 3 giờ rưỡi anh em. Cái này khoảng 3 giờ rưỡi á. Có gì hay quay cho nên xem nghe. Để nghe. Lô đẹp. Mới giờ làm đồ xong đi. Hôm nay chết trời. Hôm nay đi nấu đồ ăn tại hồ luôn anh em ơi. Có đâu? Đây. Bỏ vô sâu đi. Ấy không chế dầu vô trước hả? Bỏ vô sâu luôn đi. Trực tiếp luôn á. Đây. Gia vị anh em, có đem theo gia vị rồi nè. Đó. Gia vị mắm muối rồi các kiểu. Đây. Bỏ vô sâu. Bỏ sâu gia vị. Để mày cho gia vị đấy. Mời anh em ăn tối anh em ơi. Kho cá kiểu hòn giỏ nghe anh em không. Có gì ăn đó. Kho cá kiểu hòn giỏ. Cơm đây anh em, cơm nấu nhà đem đi. Nấu bả chén cơm nè, năm. Gió không biết anh em nghe thấy không? Cơm nấu nhà đem đi. Phần nguyên mà ăn được. Mám nghe anh em. Đây anh em. Cơm cá đồng hoàng. Ma lộn bò ăn xong. Mày mong muốn phát triển hơn. Đây. Khó rồi anh em. Gì vậy? Không được không được. Vậy múc cơm là càng là cho nó đụng múc mùi qua má đi.
Hôm nước xong hết rồi em, giờ cao anh em ơi. Cà quá, ăn ớt. Giờ cao nha anh em, giờ tối rồi cũng hạn chế quay nên anh em thông cảm cho trí nghe. Cái đường đào cạo, cái đường nào quay. Muốn quay làm đường quay anh em ơi, trắng. Vậy nghe anh em, để mình cao. Nước đó có đem tám mà chứ uống gì hết. Lát mày xuống lưới mày thờ gửi sang tao tám nha. Vậy là tám nha. Sáu giờ quá. Tám sao mà đâu. Em mày nướng luôn. Lúc đi thì đi xe hai bánh, lúc về đi về xe khá bánh rồi. Nhưng heo á, tám nước lạnh lên cho nó rồi. Thì cấp cứu á, bốn bánh hoặc sáu bánh. Tám nước đó thì nó là đi nướng. Sao loại ta? Nướng vô do nó giòn. Do giòn rau gan phải nó thịt tứ như đó nè. Sáng rồi anh em. Sáng nay nãy giờ đang quýnh mà không quay cho anh em. Tam chép nó vô này anh em. Quay cho anh em thì em biết anh em thấy không. Anh em chép lần vô ngay trong cái đầu cằn đứt này. Đó. Anh em thấy cái tam trên đây. Đây từ khi nữa lên đây để rồi có con ở trên mặt đó, còn tam dưới nữa có tam đó ngay chỗ cái bãi mồi xuống đó. Tam nên thấy rõ lắm trong người, nếu mà bạn mắt thường thì thấy rõ lắm anh em, bạn mắt thường thì thấy rõ lắm, nhưng mà tại vô camera không thấy chứ ngồi bạn mắt thường thì thấy rõ. Tam chép tam giờ nó đi chỗ này khoảng 3-4 con anh em, không phải một con. Tam nó một vùng tam xanh chép một vùng tam, mà tam nhỏ rí lên một vùng nhé, đi khoảng 3-4 con, cũng sai cũng lớn. Đang thả đồ vô để quýnh để sang để canh, tại vì mà ở hôm là có sở báp sở đồ nữa này mà, tại đây có cá chép á, hôm mình hai anh em có sở báp nữa mà hôm quýnh chậm, có chậm, hôm quýnh có cực kỳ chậm luôn, anh em quýnh người quýnh có mấy người phi à, có chậm lắm anh em, sáng này thấy tam chép nó vô trước đầu cằn luôn, mà không biết là nó có ăn hay không đâu chứ còn. Đi chứ không có 3-4 con. Sợi chép đây, sợi chép lớn không? Chép còn, chép cũ anh em. Muốn cũng cực lắm. Ngồi cũng mê, cũng canh. Để, giết anh em. Ngon, nè, giết chồng đó, để. Giết thì anh em thấy giết không? Để mà giết giết này anh em được không? Được không? Chết chờ đé con giết bự, đé con giết gì con bật cái chép này anh em. Đi được chân này chưa? To gớm không? Đang quay, đang quay luôn anh em đây. Để quay nữa. Đây anh em, này chân gớm không? Chào bó. Quýnh hòn đục đường vô mạch mạch đâu. Nếu mình giết, to à. Nếu mình giết cái thẹo thọ được quýnh bét thôi mà. Chụp bãi bây giờ. Hả? Chụp bãi giờ. Đó. Chụp. Chụp nước. Để mình giết. Để mình giết. Để mình giết đó chứ không. An nãy giờ nó An biết luôn không quýnh luôn á nè. Mùa bự á. Không quýnh được của anh mà lúc tôi quýnh biết rồi nghe, tao biết rồi nghe. Đang coi phim đang nói chuyện với anh giết bự bốn con tà bự, con nó bự chứ nó bác lên coi sẽ con nó bấy nhiêu bự lắm anh em, chào bó bự quay từng từng cho anh em đang ăn. Đang quay phim mà có nó ăn lút phò đáng lên mình chép mà giết cho bó bự để mà giết thí sinh đặc biệt con đó về chết kho ăn ớn luôn mà một con đó chắc một người ăn không hết á. Có đồ phì cũng hoài hà này cũng có đồ phì hôm kho hai anh em kho có đồ phì ăn không hết chóng. Giờ đang ngồi rình sang chép anh em, chép nó vô ngồi nãy giờ không giống cửa luôn rồi. Nín địch luôn.
trắng dữ anh em. Thôi thì quýnh 44 chứ cái bảy mùi 44 mà. Vì nó ở ngoài lắm, không vô trong đây. Ừ. Rồi đi coi thử. Đất lần thay đồ quýnh hòn anh em ơi. Thay cái 54 với lại thay thay đồ. Đấy, tam này xin rướm anh em này. Đó đó. Ngay đây nè anh em, ngay chỗ cái đầu cái tay mình chỉ nè. Đó, tam anh thấy em thấy không nè. Tam đó. Đó anh em thấy không? Đéo một cái tam nè. Chô xình gớm không? Té chép anh em ơi, xình gớm không? Đó đó, nước sôi. Để, gớm quá. Kiếm nhớ kia. Có mình đang ăn anh em. Mình có này nó ăn giống cá con. Nó có nhiều quá. Đất thì vẫn tha đồ, còn mình vẫn quýnh theo quýnh cái lưỡi số 08. Thẻo thì thẻo 06. Cứ thì cứ 06, thẻo thì thẻo 08. Thẻo 06, lưỡi 08. Đúng rồi, ngược ngộ không à. Thẻo 08 với lưỡi. Thẻo 06 với cái lưỡi 08 chứ. Đi có đâu biết, tôi chẳng biết rồi mà. Khoan. Cơm trưa anh em ơi. Cơm trưa. Đấy không? Cái này cầu chắc tới sáng mai mới về anh em, ngày thứ hai à. Đang coi đó. Đó bình. Cơm nữa anh em. Đây. Mang sầu với lại ốc. Ngon á. Ốc sầu mang. Ngon nè. Ngon. Cho mắm vô. Bấm cái dao kẹt cho nó là bao vị. Mời anh em ăn trưa. Chắc bữa nay cầu có thể là tới nửa đêm. Có thể sáng mai mới về anh em. Cầu ngày 2 ngày 1 đêm mà. Chính xác còn 2 ngày 2 đêm luôn. Hôm nay mắm mà không bỏ ớt trong hè. Đúng, nó quấy nhầm ở thằng. Nó ngoài mà. Ăn no rồi anh em ơi. Phê à. No rồi, bây giờ đi ngủ trưa anh em. Này. Tôi ngủ rồi anh em. Hai cái giỏng. Dù. Ngủ trưa xí rồi. Thế chiều cao anh em. Bây giờ có khoảng phát quá. Có thể là ngủ trưa xíu và chịu lười quá chạy về thôi. Không cao hết. Phê quá anh em. Ngủ rồi. Hôm giờ không ngủ. Thức. Cao không có quần hết. Sáng giờ tam nó vô. Tam chép nó vô nó quằn miết mà không ăn. Ăn rồi quýnh không trúng nữa. Rồi bây giờ nó quằn rồi, bây giờ nó đi mất. Chóng dữ không. Giờ ngủ trưa đi rồi xíu chiều rồi. Thế là tối nay sang hận các bạn. Nếu mà trong đây làm biến quá lười quá thì chiều rồi. Để nghe anh em đi ngủ rồi. Lô anh em chiều anh em ơi. Sớm giờ ra cũng ngồi câu xíu mà không có cá có mà giật lên nó mát cỏ mất anh em, chán thiệt. Giờ đang nấu cơm để ăn tối rồi tối cao anh em nè. Đang nấu cơm đó nè, cơm giữa đồng. Tối nay ăn rồi xong tối nay cao này có thêm mấy đồng chí lên sau nữa. Tối nay có chỗ này có 4-5 mỏng cao. 5 giờ rồi anh em. 5 giờ. Ngày này là ngày bữa nay là ngày thứ hai rồi anh em ơi. Qua nguyên một ngày một đêm. Bữa nay nguyên một ngày với một đêm này nữa. Là 2 ngày 2 đêm mà. Ô trời, cầu. Kinh khủng khiếp. Trắng dữ không? Đang nấu đồ để ăn cơm lên em. Đó.
Đây, đồ đây, nấu cơ. Ừ. Nấu cá rồi phải nấu canh chua anh em. Có đâu nấu canh chua đó này. Có đó giòn với lại rau mang nấu canh chua, trứng vịt lộn. Rau mang này, trứng vịt lộn này. Rau nấu canh chua. Này nấu canh chua ăn. Mệt quá anh em ạ. Hai ngày hai đêm liên tục. Kinh khủng khiếp. Ghê ạ. Cơm anh em ơi. Mời xuống mời ăn á. Mời anh em ăn cơm. Coi cái bọn cơm này. Rồi. Cơm rừng anh em ơi, cơm núi, cơm rừng, cơm bụi. Gì cơm rồi? Rầu, cơm bự. Rồi. Này đi, bẻ bụi rồi đâu. Đừng ăn muỗng được rồi. Đây. Món đây. Bụi ăn chứ. Món này anh em. Cơm rừng, cơm rẫy, cơm rụng. Nó đủ thùng mà đủ má giờ má đâu mắc mẹ lắm. Ừ. Mấy chắc lái rồi mình. Cú này bao nhiêu hè? Với lắp mẹ cái đó kìa. Rẻ lên có luôn. Đĩa đó. Wow. Tao đây, tao đây, bác tao đi. Chua, chua nét. Chua, chua ngọt. Có lát muối này nè. Ok. Mời cả nhà. Mời anh em. Ăn cơm rừng với chúng tôi. Má nhỏ thì điều hòa rồi đủ bò. Ừ. Cơm canh đầy đủ. Không ở. Chút cho cái nồi. Món của trường tấu là nó đủ á. Ê, điện thoại trường kêu trường xuống ăn. Hôm nay rồi. Ăn rồi. Ừ. Rồi tấu kia nó đủ á. Có bị tôm mà. Cái gì không đem thế á. Không bị tôm mà đưa nó. Mày ăn cơm mà chát rồi nè. Đúng bào. Quá. Cái chuyến sau đi câu á, nếu mà đi á 2 3 ngày là anh đem xong bự rồi xong nấu cơm á. Tí cầm theo sau này nữa là đi cầm theo có xong vừa nấu ăn được rồi. Em có hộp gia vị đó. Anh em đem thêm gì hết em. Bữa nay là gì ạ? Rau á. Rau 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 rừng á. Rau ngon á. Ờ, có cá luôn. Đậu chấm mắm cá, đúng bạn. Cho giờ ăn ngắm ngắm thì thơm thơm ngọt ngọt thanh thanh của đậu thuốc á. Cá rô phi. Tại hồ. Đẹp cái những tại hồ ở đây á. Không phải tại xong rồi. Đang ngồi dàn sướng cái nữa là cần nó cà tút lên giữa hồ này rồi kéo vô chép 2-3 kg nữa sướng nữa. Sau này quýnh đường này gần 8 năm được. Không, quýnh ngon hơn 4 hàng đó nè. Cơm nước xong rồi, giờ câu anh em ơi. Tới thui hết. Ngoài trời tới thui nhưng mà ở trong cái câu nó còn
sáng anh em. Từ ngoài tới thui lên đèn. Rau đêm. Cơm nước rồi xong xuôi hết rồi. Phải rau rồi. Làm miếng bò húc đó là cao thật. Đã bốc qua chưa? Đã bốc qua chưa? Chưa. Thì còn để cao anh em, cao đêm không có gì quay cho anh em xem. Em thông cảm cho Trí nghe. Đêm này là đêm thứ hai nghe anh em. Có gì hay Trí quay cho anh em xem nghe. Để nghe anh em. Hello anh em. Về đây mà. Về đây mà. Anh này hôm cao ngủ được anh em ơi. Cũng được ngủ á. Hôm uống bô ly rồi, nói chung uống các kiểu anh em sang hàng để cá chép ra vô á. Uống bô ly là uống cái hộp bắp vô cái lưỡi đó. Ngon uống ngon vô luôn. Uống ngay luôn. Trời. Trước đây nó ngon uống bô ly đặc lắm anh em. Ví dụ như đi ngủ anh em gắn bô ly vô là gắn bắp vô đó. Em ngâm rồi em đi ngủ rồi có chép hay là có trám trôi vô nó ăn hay lô đi. Thì bữa nào hướng dẫn anh em. Bữa nào hướng dẫn anh em uống cái đó. Về lộn về nhà hết chơi mình chơi chơi tiếp không? Có đây anh em là đi về nè. Có đây anh em ơi. Có 4 thằng lúc lại đi luôn. Đó dữ à. Thằng Trí chứ. Anh em. Trí nè cao độ quá. Mà không chứ hả? Trí nè là đỡ sư độ mới ganh tem. Để đều bò đi cắt đi. Đó anh em ơi, đúng rồi nha. Mới nữa mẹ đâu có sóc lót hai vậy. Câu với đâu trời. Để có tụt tàu ghê luôn á, sóc lót á. Vì sao chở hàng chứ. Thấy có con to mà đen á. Có đây anh em ơi. Đúng, đây giết phi trứng nè. Nhìn có giết là biết có trứng không. Có giết đâu, có giết bự nhất đâu à. Đâu con có giết bự nhất. Đâu. Đâu đây chứ. Giá là bự nhất rồi à. Ừ. Giá là bự à. Có giết. Giết chơi bự á. Bố ngon á, hai con nè. Con này nữa nè. Đủ mới con. Cái gì thứ gì đây không phải bố ngon đây. Đây, có giết không qua câu đây. Đây. Đó, anh em thấy không? Bằng ta nằm trong lòng bằng ta luôn thế nè. Đứng rồi, đứng gì rồi hả? Thôi về anh em ơi, về. Hôm nay 2 ngày 2 đêm tại lỗ thùng. Ồ, ớn đạo ớn ha. 2 ngày 2 đêm. Thôi, về anh em ơi. Bye anh em ở video tiếp theo. Bye anh em. Nhớ đăng ký ủng hộ nha.